Chu Tiên, chương 4, kinh biến, tác giả Tiêu Đình, người đọc Bá Tiến. Sáng sớm, một trường mưa gió rốt cục đã lắng xuống. Nước đọng trên cây trong vắt long lanh, từ rìa lá lặng lẽ giỏ giọt, vừa rơi xuống lại theo gió văng vào không trung, kéo thành một vệt đẹp mong manh rớt lên trên mặt của Trương Tiểu Phàm. Nước lạnh buốt gỡ Trương Tiểu Phàm tỉnh khỏi cơn mộng. Nó trợn mắt, vô thức thét gọi: "Sư phụ!" Nhưng bốn bề vắng ngắt, chỉ có Lâm Kinh Vũ nằm bên cạnh đang say giấc nồng, cứ như vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng tòa miếu cỏ nát vụn nơi xa, rồi thằng bạn vẫn hay nô đùa với mình nằm ngủ say bên cạnh, đều nhắc cho nó biết rằng tất thảy đều là thật cả. Nó run rẩy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu, đi đến bên Lâm Kinh Vũ, xô mạnh vào người của bạn. Lâm Kinh Vũ làu nhàu mấy tiếng trong miệng, rồi từ từ bừng tỉnh, rụi rụi mắt. Còn chưa nói lời nào đã cảm thấy một luồng hàn khí thấm vào người, không nén được liền nhảy mũi mấy cái. Nó mở to mắt nhìn, thấy mình với Trương Tiểu Phàm người ngậm ướt đẫm cả, lại nằm dưới một gốc tùng ở ngoài đồng, bất giác trơ mắt há miệng hỏi: "Chẳng phải là ta đang ngủ ở nhà sao? Thế nào mà lại đến đây?" Trương Tiểu Phàm ngẽ nhún vai đáp: "Ta cũng không biết nữa, có điều ta lạnh lắm rồi, hay là mau đi về đi." Trong óc của Lâm Kinh Vũ có vô khối nghi vấn, nhưng thân mình lạnh giá, bèn gật đầu, bò dậy cùng Trương Tiểu Phàm đi về trong thôn. Chưa đến trước thôn, hai đứa bọn nó đã phát hiện có gì đấy không bình thường. Hàng ngày vào giờ này, thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng hôm nay lặng lẽ quá thể, chẳng thấy một bóng người nào cả, mà trong luồng gió ban mai thổi tới lại trộn lẫn mùi máu tanh. Hai đứa liếc nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt của nhau nỗi kinh nghi, liền cùng tăng tốc chạy ù về thôn. Không bao lâu, hai đứa bé đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn, hơn 40 gia đình của Thảo Miếu thôn, khoảng 200 người, già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thây chết hết, máu chảy thành sông, ruồi nhặng bay vo ve, mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm hai đứa bỗng đâu gặp cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi ngất xỉu. Cũng không phải là trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm tự dưng bừng tỉnh lại. Nó ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khẽ run run. Vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu óc của nó đầy áp những mặt quỷ hung ác, máu tươi xương trắng, liên hồi gặp ác mộng. Nó định thần rồi quay nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường, cửa sổ nhỏ có hai cánh. Trong phòng sắp đặt đơn sơ, sạch sẽ, chỉ có mấy cái bàn ghế bằng gỗ tùng, trên đặt ấm chén, một cái lò lớn, trên đặt bốn cái giường liên tiếp nhau, choán lấy hẳn nửa cửa phòng. Ngoài ra cái giường nó đang nằm, giường bên cạnh chăn đệm lộn xộn, như là vừa có người ngủ ở đó xong. Hai cái còn lại chăn gấp rất ngay ngắn cẩn thận. Bức tường đầu dãy giường có treo một tấm hoành phúc, trên viết một chữ đạo rất lớn, xem vẻ giống như là phòng nghỉ bình thường trong một quán trọ, hoặc là phòng ở chung của mấy đệ tử đi tầm sư học nghề. Trương Tiểu Phàm ngồi một lát, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ. Tất cả những chuyện đêm qua phải chăng đều là ác mộng cả? Biết đâu vừa rồi mình đã ngủ suốt tại đây, biết đâu khi đi ra khỏi căn phòng này sẽ gặp ngay mẫu thân cười, rồi lại la mắng nó như mọi ngày, cái thằng lười này. Nó chậm chạp tụt xuống giường, xỏ giày đi từng bước ra phía cửa. Cửa đang khép hờ, qua khe thoáng có gió lùa vào mát rượi. Nó đi từng bước, hai tay bé nhỏ nắm càng lúc càng chặt. Tim nó đập mạnh ghê gớm, chèn ép cả hơi thở. Rất nhanh, nó đi đến cửa, đặt tay lên cánh phên. Tấm cửa gỗ nặng như núi, chịu như sắt. Nó nghiến răng rô ta một tiếng, kéo mở cánh cửa phòng. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thắt cái đã ùa vào, làm cho nó phải híp cả mắt lại. Dương quang nồng nàn rơi trên thân mình, khiến cho nó thấy dịu dàng ấm áp. Nhưng trái tim nó một lát sau lại như rơi vào hố vắng. Phía ngoài cửa là một đình viện bé bé, có mấy thân tùng bách, mấy cụm cây cỏ, chen lẫn là có mấy đá hoa nhỏ tỏa hương trong lành, nở rộ hân hoan. Trước cửa là một hành lang dẫn thông ra ngoài viện,
Bước lên độ 4 bước, có mấy bức thềm nối liền đình viện và hành lang. Bên một góc thềm, có một đứa bé đang ngồi cô quạnh, tay chống vào má, cứ lẳng lặng ở đó, không động đậy. Có lẽ tiếng mở cửa đã khiến cho đứa trẻ chú ý. Nó trừ trừ một lát, rồi chậm chậm quay đầu lại. Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm há to miệng, trong lòng có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng lời nói đến cửa miệng lại hóa ra câm lặng. Nó còn muốn hét lên, chỉ có điều trong lòng u buồn, hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Hai đứa trẻ cứ thế im lìm không nói gì, lặng lặng nhìn nhau. Chẳng biết từ nơi nào ở đằng xa, có tiếng chim hót trong trẻo đưa tới. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh. Trương Tiểu Phàm ngồi ở một mé bậc thềm, đầu cúi thấp, nhìn con đường nhỏ lát đá trong đình viện. Trong đình viện một bầu không khí tịch mịch. Cứ như thế, cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Kinh Vũ chậm rãi bảo: "Ta dậy sớm hơn mi, lúc ấy trong phòng còn có mấy người. Ta đã hỏi bọn họ, đây là Thông Thiên Phong của núi Thanh Vân." Trương Tiểu Phàm thì thầm thốt: "Núi Thanh Vân?" Lâm Kinh Vũ nói: "Nghe bọn họ bảo, mấy đệ tử môn hạ Thanh Vân đi qua, nhìn vào trong thôn." Nói tới đây giọng nó bất giác nghẹn lại. Nó giơ tay lau mắt thật nhanh, thở hắt ra, lại nói tiếp: "Sau đó bọn họ tìm thấy hai đứa bọn mình ở cuối thôn, bèn đem bọn mình lên núi." Trương Tiểu Phàm nhúc nhích khóe miệng, nhưng ngẩng đầu không nói gì và hỏi: "Sau này bọn mình biết làm sao, Kinh Vũ?" Lâm Kinh Vũ lắc lắc đầu, buồn thảm đáp: "Ta cũng không biết." Trương Tiểu Phàm toan nói nữa, chợt nghe từ hành lang đằng sau lưng vọng tới một giọng lạ: "À, các người đều tỉnh rồi à?" Hai đứa cùng quay nhìn lại, thấy đứng đó là một đạo sĩ trẻ trung, vận bộ đạo bào màu lam sắc, trông rất có là khí thái anh hùng. Y rảo bước đi lại nói: "Vừa lúc mấy vị sư tôn cũng đang muốn gặp các ngươi, hỏi han các ngươi mấy chuyện, các ngươi giờ theo ta lại đây." Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nhìn nhau rồi đứng dậy. Lâm Kinh Vũ nói: "Vâng, xin đại ca dẫn đường." Đạo sĩ trẻ đó liếc nhìn Lâm Kinh Vũ, gật gật đầu đáp: "Các đệ theo ta lại đây." Theo đạo sĩ, hai đứa trẻ đi ra khỏi đình viện. Trước mắt hiện ra một dãy hành lang uốn khúc hình vành khuyên, rất dài và rất to. Tay vịn cứ cách hai trượng lại có một trụ màu đỏ. Giữa mỗi cặp trụ đều có một cái cửa to vò. Họ men theo hành lang uốn khúc tiến về phía trước, đi qua từng trụ và từng cửa to vò, mới nhận ra trong mỗi cửa to vò đều có một đình viện nhỏ y như là chỗ ban nãy. Xem ra đây là nơi ở của các đệ tử Thanh Vân Môn. Đừng nói gì khác, cứ nhìn quy mô này, số đình viện nhỏ chắc cũng không dưới 100. Có thể thấy đệ tử của Thanh Vân Môn rất đông. Đi được một lúc mới trông thấy đoạn cuối đường của hành lang. Đó là một bức tường trắng cao chất ngất, phía dưới chỗ một cái cửa lớn, hai cánh cửa gỗ đại thụ dày dặn, cao đến hai trượng, hầu như phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hết. Cũng không biết lúc đầu làm sao mà tìm thấy thứ gỗ to đến nhường này. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn mà như không thấy gì hết. Có vẻ như hàng ngày ra ra vào vào, nhìn mãi thấy nhàm rồi. Trên mặt không một chút cảm xúc nào như hai đứa trẻ kia, tuyệt không động dung, qua cửa này đi ra. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ vội vàng rảo theo. Vừa mới đạp chân lên bậc của cánh cửa lớn, hai đứa trẻ thoát cùng nín thở, không thể tin vào tất thảy những gì mình đang nhìn thấy. Đây dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát toàn bằng đá hàn bách ngọc tỏa sáng long lánh, trải qua trước mắt. Bề mặt lát toàn bằng đá hán bạch ngọc tỏa sáng long lanh, trải ra trước mắt vụ cho khiến người ta cảm thấy mình sao mà bé nhỏ. Đằng xa, nhiều đám mây trắng, non mịn màng nhẹ nhõm cứ bồng bềnh quanh bước chân. Chính giữa sân, cách vài chục trượng, lại đặt một cự đỉnh bằng đồng, chia làm ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng 9 đỉnh, sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đỉnh phiêu phất thoảng lên làn khói, hương thanh nhẹ nhàng mà không tiêu tán. "Đi lại đây nào." Dường như thấu hiểu tâm tư của hai đứa bé, vị đạo sĩ trẻ trong khuôn mặt lộ nét cười,
cứ để chúng nó ngắm nghía một hồi, rồi mới lên tiếng gọi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là Vân Hải trong Thanh Vân Lục Cảnh, đầu đằng kia còn đẹp hơn nữa. Đạo sĩ trẻ vừa đi vừa nói. Lâm Kinh Vũ không nén được hỏi, là gì đấy ạ? Đạo sĩ trẻ vung tay chỉ, miệng đáp, Hồng Kiều. Hai đứa phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy tít tắp phía trước, nơi cuối khoảng sân, sau làn mây lảng bảng như sương, tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh. Bọn chúng cất bước mau hơn, đi về phía ấy, dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới, trong đó lẫn vào một thứ quái thanh, y như là tiếng sấm động, chẳng biết phát ra từ đâu. Đi càng lúc càng lại gần, vân khí tựa như tiên nữ ôn nhu, nhẹ nhàng lượn quanh mình của chúng, từ từ giãn tấm mạng che mờ ảo, để lộ ra cảnh sắc thanh tao. Phía cuối sân là một dãy thạch kiều không mố không trụ, vòng ngang qua trời. Một đầu tựa trên sân, đầu kia vươn chếch lên, ngập chìm trong mây trắng, tựa như là kiều long dược thiên, khí thế cô ngạo. Tiếng nước chảy tí tách vọng tới, dưới ánh dương quang, cả dãy thạch kiều tán phát một thứ màu sắc bảy màu như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cứ ngẩn người nhìn ra. Đạo sĩ trẻ cười cười bảo, theo ta lại đây nào. Nói rồi đi trước, bước lên thạch kiều. Đặt chân lên thạch kiều, hai đứa mới phát giác ra hai bên cầu có làn nước chảy mãi xuống, trong leo lèo, nhưng ở giữa không thấm một giọt nước nào. Ánh nắng xuyên qua lớp bảy màu sắc chiếu rọi lên cầu, tán xạ làn nước tạo thành cầu vồng lóng lánh. Vị đạo sĩ thấy bộ dạng say sưa mê mẩn của hai đứa trẻ, bèn bảo, các đệ cẩn thận, dưới cây cầu này là vực sâu không đáy, vô ý mà rơi xuống đó thì chết không có chỗ chôn đâu. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đều giật thót mình, vội vàng chấn định lại tinh thần, đi đứng cẩn thận. Hồng kiều này thật quá cao và quá dài. Ba người đi trên ấy, chỉ thấy bên trái, bên phải, mây trắng lẩn vẩn chìm xuống gót chân, hình như càng đi càng lên cao. Âm thanh cổ quái đằng trước vẫn không ngừng vọng tới. Lại đi thêm một hồi nữa, mây trắng mỏng dần. Vậy là đã ra khỏi Vân Hải. Trước mắt vụt sáng lóa, chỉ thấy bầu trời mênh mông trong trẻo, xanh đến thấu trời. Bốn bề quang đãng, rộng đến không biết đâu là cùng. Phía dưới là Vân Hải mịt mù, bồng bềnh chìm nổi. Thứ quái thanh kia càng lúc càng lồng lộng. Ba người đi hết Hồng Kiều, đến bên đầm nước. Một con đường đá rộng rãi dẫn từ đầm nước lên thẳng Đại Môn Ngọc Thanh Điện. Nước trong đầm màu bích lục, thanh tĩnh như gương. Bóng người bóng núi soi trong ấy có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ bước lên con đường đá, toan theo hướng Đại Môn bước tới. Chợt nghe từ sâu dưới đầm một tiếng gầm giống vang như sấm nổ, chính là thứ quái thanh nghe được từ lúc trước. Phóng mắt nhìn lại, từ giữa đầm thình lình nổi lên một xoáy nước cực lớn. Giây lát sau, chỉ thấy sóng nước cuộn trào, rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra. Hoa nước bắn lên trời vỗ hết cả vào mặt. Vị đạo sĩ trẻ kia dường như đã sớm có phòng bị, tay trái khẽ vẫy, thân hình chớp lên không trung, tránh vụt về đằng sau chừng hơn hai trượng, rồi dừng lại lơ lửng giữa trời. Hai đứa trẻ nhỏ chẳng biết nên tháo chạy thế nào, liền bị té nước ướt sũng như hai con gà rơi vào nồi canh. Nhưng hai đứa chúng nó lại chẳng hề chú ý đến tình cảnh của mình, cứ ngây người ra nhìn cái vật thù lù vừa mới xuất hiện trước mặt. Nó cao đến năm trượng, đầu rồng mình sư tử, toàn thân phủ đầy vảy và mai, mắt to, mồm lớn, hai cái răng nanh sắc nhọn lấp lánh giữa ánh dương quang, mặt mày hung ác, trông mà phát sợ. Con quái thú ấy lắc lắc mình, sau đấy dường như phát hiện được điều gì, nó liền đưa cái đầu ù ù lại chỗ bậc thềm. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thấy cái đầu con quái vật ấy còn lớn hơn cả hai đứa của bọn nó cộng lại nhiều. Dưới ánh dương quang, răng xỉ sắc nhọn trông rõ mồn một, thấy nó đi lại càng lúc càng gần. Hai đứa sợ phát khiếp, không nén được bèn rúm dím lại với nhau, tim đập thình thịch. Lúc ấy, đạo sĩ trẻ kia chẳng biết đã bay trở lại từ khi nào, đặt đơn trưởng lên trước ngực, cung kính nói, Linh Tôn, bọn trẻ này là do chư vị sư tôn có ý triệu kiến.
Con quái thú ấy trợn mắt nhìn, hừ một tiếng. Nó vắt mũi một cái, rồi hai con ngươi trong cặp mắt to cồ cồ, đảo đảo, y như người đang động não suy nghĩ. Sau rồi nó chẳng lý gì đến ba người nữa, lúc lắc đi sang một bên, tới chỗ khô ráo cạnh đầm nước nằm phủ phục ngáp dài, uể oải ngả đầu ra sưởi nắng, rồi ngủ thiếp đi. Hai đứa nhỏ còn kinh hãi chưa nguôi, vị đạo sĩ trẻ kia đã làm hiệu báo tiếp tục đi, rồi nói: Linh tôn là dị thú thượng cổ do Thanh Diệp tổ sư của phái ta thu phục được từ ngàn năm trước, tên gọi là Thủy Kỳ Lân. Năm ấy, Thanh Diệp tổ sư quang đại thanh vân, hàng yêu trừ ma, nó cũng đã từng xuất đại lực đấy. Bây giờ thì là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn chúng ta, trân trọng nó mà gọi là linh tôn. Nói đoạn, y lại hướng về phía Thủy Kỳ Lân hành lễ. Trương Tiểu Phàm đang nhìn đến xuất thần, chợt bị Lâm Kinh Vũ kéo một cái. Thấy nó đánh mắt ra hiệu, bèn cũng cùng nhau cung kính hướng về Thủy Kỳ Lân hành lễ. Thủy Kỳ Lân chẳng hề ngoái đầu lại, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ có tiếng ngáy ầm ầm vang lên, chắc là nó cũng chẳng nhìn thấy. Ba người hành lễ xong lại tiếp tục đi về phía trước. Đi qua đường đá cao cao, xa xa đã nom thấy tấm trưng bài kim sắc, trên đề ba chữ Ngọc Thanh Điện. Đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm. Phụng thờ thần vị của Tam Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Phía trước thần vị trên đại điện có mấy chục người đang đứng, có kẻ tu hành, có người phàm tục, xem ra đều là môn hạ của Thanh Vân Môn. Phía trước đám người ấy đặt chừng 7 cỗ đại kỷ, bên trái, bên phải, mỗi bên 3 cái, chính giữa nơi đầu hai dãy đặt một cái, trên đó có 6 người ngồi. Riêng cái ghế tận cùng dãy bên phải thì để trống. Quý bạn và các vị vừa theo dõi hết phần 4 của truyện Chu Tiên. Quý vị hãy nhớ đăng ký, subscribe kênh và like video để ủng hộ Tiến đọc truyện hay hơn và mang đến cho quý vị nhiều hơn. Và chúng ta sẽ cùng đến với số tiếp theo, chương thứ 5. Chu Tiên, chương 5, nhập môn. Người đọc: Bá Tiến. Lúc ấy, mọi người trong điện đang đàm đạo, dường như đang thảo luận việc gì. Vị đạo sĩ trẻ dẫn Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đến ngoài cửa, chỉnh đốn lại y bào, rồi cung kính: Trưởng môn, các vị sư thúc, đệ tử thường tiễn phụng mệnh đưa hai vị tiểu. Y chưa nói hết, đột nhiên trên đại điện thần quái nghiêm trang, bỗng vẳng ra một tiếng hét ghê gớm, cắt ngang lời y: Quỷ, ác quỷ, quỷ. Thường Tiễn kinh hoàng, nhưng Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ còn kinh hoàng hơn. Tiếng hét này trói lọi rát tai, nhưng có vẻ rất quen thuộc. Trương Tiểu Phàm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nhoáng một cái đã sộc thẳng vào trong điện, hét lớn: Vương Nhị Thúc, Vương Nhị Thúc, là Thúc có phải không? Nó bối rối quá, giọng điệu vừa lo lắng vừa khóc lóc, mọi người trông thấy không khỏi xót thương. Chỉ thấy đằng sau đám người, chỗ mé tường trong đại điện, một trung niên nam tử ăn mặc lối tiểu phu, hai tay ôm đầu, co rúm người vào sâu trong góc, toàn thân run bắn, từ các kẽ tay vẫn rên rỉ vọng ra tiếng quỷ, quỷ. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ vừa vào lập tức đều nhận ra người này chính là một tiểu phu trong thôn Thảo Miếu, họ Vương, sắp hàng thứ hai, người rất lương thiện, lúc nào cũng cười ha ha, đối xử với đám trẻ con bọn nó rất tốt. Ngày thường sau những lúc lên núi đánh củi đều mang quả rừng về chia cho bọn chúng. Trương Tiểu Phàm chẳng suy xét gì, chạy ào tới bên mình của Vương Nhị Thúc, ôm choàng lấy vai của hắn gọi to: Vương Nhị Thúc, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trong thôn đều chết cả? Lại còn mẹ cháu nữa, cha cháu nữa,
họ sao rồi? Thúc nói đi. Vương Nhị Thúc nghe thấy Trương Tiểu Phàm liên tục truy vấn, tựa hồ có chút tỉnh táo, tạm thời không nói quỷ nữa, chậm chạp ngẩng đầu lên ngó Trương Tiểu Phàm đang đứng trước mặt. Mọi người trên đại điện dần dần động dung, ai nấy đều im lặng, cả những người ngồi trên ghế cũng không nén được, bèn đứng dậy trông lại phía ấy. Trong mắt của Vương Nhị Thúc đỏ ngầu, rõ ra thần sắc sợ hãi khủng khiếp quá. Hắn ngắm nghía Trương Tiểu Phàm chẳng thốt một lời, cau cau đôi mày tựa hồ đang cố sức nghĩ ngợi. Lúc này có người trong Thanh Vân Môn không nén được liền bước lên, đang định cất lời thì bị người bên cạnh khe khẽ nắm lại. Trương Tiểu Phàm thấy Vương Nhị Thúc chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn mình mặt mũi rừng rừng tử khí, trong lòng càng thêm lo lắng, lại la to: Vương Nhị Thúc, Thúc sao vậy? Ai ngờ Vương Nhị Thúc nghe nó hét lên, toàn thân phát run, nét mặt tỏ ra kinh sợ khủng khiếp, cả người đột nhiên lăn ra, hai tay ôm đầu rúm lại thành một đống, trong miệng không ngừng la thảm: quỷ, quỷ, quỷ. Trong đại điện khắp phía vang tiếng thở dài, chúng nhân Thanh Vân Môn trên mặt đều có vẻ thất vọng, những người vừa đứng lên cũng chán nản ngồi xuống. Trương Tiểu Phàm còn muốn truy vấn nhưng bị Lâm Kinh Vũ bên cạnh giữ lại. Trương Tiểu Phàm vô thức ngoảnh đầu sang, thấy Lâm Kinh Vũ khóe mắt đầy lệ, buồn thảm nói: chẳng ăn thua gì đâu, chú ấy điên rồi. Trương Tiểu Phàm thấy trong đầu nổ rầm một tiếng, ngã phịch ra đất, chẳng nói chẳng rằng. Lâm Kinh Vũ lớn hơn nó một tuổi, tâm tư cũng tinh tế hơn, đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện. Nó thấy những người đứng đó đều khoác môn y của Thanh Vân Môn, có nam, có nữ, có đạo, có tục, hầu hết dắt binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, 6 người ngồi trên ghế, khí độ càng có vẻ xuất chúng hơn hẳn những người khác. Trong 6 người này, có 3 người là tu hành, 3 người là tục gia. Đặc biệt người ngồi ở chính giữa, mình khoác hắc lục đạo bào, tiên phong hạc cốt, hai mắt ông nhuận long lanh, tất nhiên chính là vị trưởng môn đại thanh danh đỉnh đỉnh của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền Chân Nhân. Lâm Kinh Vũ không rườm lười nữa, kéo Trương Tiểu Phàm dậy, chạy tới chỗ 6 người đó, quỳ xuống trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân, dập đầu lia lịa: bình, bình, bình. Đạo Huyền Chân Nhân đưa mắt ngắm kỹ hai đứa nhỏ, khẽ thở dài bảo: hai tử đáng thương, các người đứng dậy đi. Lâm Kinh Vũ chẳng hề nhòm dậy, nó ngẩng đầu nhìn nhân vật thần tiên đệ nhất lưu này, nói giọng bi thương: Chân nhân, hai đứa con niên ấu vô tri, thình lình gặp cơn đại biến này, thực là không biết phải làm thế nào mới được. Lão nhân ra người thông thân quảng đại, tỏ tường được cả việc tương lai, xin hãy giúp chúng con giải quyết định cho. Trương Tiểu Phàm chẳng khéo ăn nói như thế, vả lại đầu óc đang hỗn độn tơi bời, cũng chỉ biết nói theo: vâng ạ, thần tiên gia gia, xin người hãy quyết định dùm cho. Chúng nhân nghe vậy trên mặt đều không kìm được nét cười. Thoạt tiên nhìn Trương Tiểu Phàm nói lời trẻ dại ngây thơ, nhưng sau ánh mắt đều dồn về phía của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ, thân lâm đại biến, lại đối diện với cao nhân danh động thiên hạ như Đạo Huyền Chân Nhân, mà nói năng vẫn đâu ra đấy, rõ ràng mạch lạc, quả là điềm đạm trầm tĩnh hơn hẳn những hài đồng bình thường, càng không thể đem so với Trương Tiểu Phàm vô tri đến mức còn tưởng Đạo Huyền Chân Nhân là thần tiên. Thảm án thôn Thảo Miếu là chuyện mà Thanh Vân Môn chưa từng gặp, chưa từng nghe tới suốt nghìn năm qua, lại xảy ra ngay dưới chân họ, làm cả môn phái đều chấn động. Đạo Huyền Chân Nhân nhận được cấp báo xong, vừa kinh ngạc vừa tức giận, bèn triệu tập thủ tọa của 6 chi phái đến để thương lượng. Lúc này, ngoài thủ tọa của Tiểu Trúc Phong là Thủy Nguyệt Đại Sư còn chưa đến, thủ tọa của 5 chi phái kia đều đã an tọa. Những nhân vật gánh vác được trách nhiệm thủ tọa của 7 chi phái tất nhiên là những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn, mà những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn cũng chính là những nhân vật tuyệt luân trong hàng ngũ đạo sĩ tu chân luyện đạo trên thế gian. Những người đang ngồi đây, ai nấy đều nhìn xa trông rộng, lúc này trong lòng chỉ biết nhận xét một câu: đúng là một miếng ngọc đẹp. Đạo Huyền Chân Nhân khẽ khẽ mỉm cười nói:
Tương lai quá khứ thì ta không biết, nhưng các con sống dưới chân núi Thanh Vân, Thanh Vân môn chúng ta tất nhiên không thể bỏ mặc không lý đến. Tuy thế, ta có vài câu muốn hỏi, mong rằng con sẽ trả lời cho rõ. Lâm Kinh Vũ gật đầu nói: Vâng, đệ tử biết gì sẽ thưa ấy, xin chân nhân cứ hỏi. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu nói: Con làm sao mà thoát được kiếp nạn này? Lâm Kinh Vũ đờ người rồi đáp: Hồi bẩm chân nhân, con còn nhớ là đêm hôm qua vẫn ngủ trên giường ở nhà, nhưng sáng nay tỉnh dậy thì lại đang cùng Tiểu Phàm nằm ngoài đồng dưới một cây tùng. Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Tiểu Phàm gọi con dậy, chúng con chạy về thôn, nhìn thấy cảnh đó sợ quá ngất đi. Đạo Huyền chân nhân chau mày nhìn sang Trương Tiểu Phàm nói: Là con gọi y dậy, thế con thì sao? Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc rồi đáp: Con cũng không biết làm sao mà ra đến chỗ đó. Khi tỉnh lại thì thấy Kinh Vũ ở bên cạnh, con bèn đánh thức y. Đạo Huyền chân nhân đưa mắt trao đổi với các vị thủ tọa khác, trong mắt có nét nghi hoặc. Nếu có cao nhân giúp đỡ thì tại sao chỉ cứu có hai đứa nhỏ? Nếu không phải là cao nhân thì bất luận thế nào cũng giải thích không xuôi. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát nói: Nói như vậy các con đối với những việc đêm hôm qua không hay biết gì hết. Hai đứa đồng thanh đáp: Vâng. Đạo Huyền chân nhân thở dài gọi một tiếng: Tống đại nhân. Có đệ tử. Một đệ tử Thanh Vân ứng tiếng bước ra, dáng khôi ngô cao lớn, phục trang theo lối tục gia. Chỗ y vừa đứng là ở sau của một người béo lùn đang ngồi, xem ra chính là môn hạ đệ tử của người đó. Đạo Huyền chân nhân nói: Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện ở Thảo Miếu, ngươi hãy đem việc lúc đó nói lại một lượt. Tống đại nhân cất giọng thô sảng: Vâng, sáng sớm hôm ấy đệ tử và mấy huynh đệ đồng môn ra ngoài lo việc, khi quay về đạp không trung mà đi. Lúc ngang qua trên thôn Thảo Miếu, đệ tử vô tình cúi đầu thì phát hiện ra trong thôn có 200 tử thi chất đống, thảm thương không nỡ nhìn. Bọn đệ tử vội vàng hạ xuống xem xét thì tìm được hai đứa nhỏ này ở đằng sau thôn, thấy chúng hôn mê bất tỉnh, bèn trước tiên giao cho một vị sư đệ đưa về, rồi trong một cái nhà tiêu lợp cỏ danh ở rìa thôn. Y chỉ tay vào Vương Nhị Thúc đang co rúm trong góc tường. Phát hiện ra người này, chỉ thấy y mục quang đờ trê, tinh thần hoảng hốt, bất luận đệ tử hỏi han thế nào, y đều không đáp, chỉ lặp đi lặp lại mấy lời quỷ, quỷ, ác quỷ mà thôi. Lâm Kinh Vũ giật bắn mình, run run hỏi: Vị đại ca này, xin hỏi các huynh có đếm kỹ số người không? Tống đại nhân ánh mắt có vẻ thông cảm nói: Ta tìm được một vị sư đệ ngày thường vẫn giao dịch củi lửa với người trong thôn, y rất quen thuộc với mọi người, y đã nhận mặt, chúng ta cũng đếm nữa. 42 hộ dân thôn Thảo Miếu, tổng cộng có 247 người, ngoài 3 người các ngươi ra, ai nấy đều đã chết cả. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng nghe thấy Tống đại nhân khẳng định rõ ràng như thế, Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm vẫn thấy trước mắt tối sầm, suýt lại ngất đi một lần nữa. Đạo Huyền chân nhân khe khẽ thở dài, tay trái nhẹ phất, trong tụ bào bay ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ, bay đến trước mặt của hai đứa, lăn trên trán chúng mấy vòng, lập tức một luồng khí thanh mát thấm vào mình. Chẳng hiểu vì sao, thần kinh của chúng vốn đang căng thẳng, tự dưng nhẹ nhõm hơn, rồi thấy trong người mệt rũ, không kìm được, bèn nằm ngay trên đại điện, ngủ thiếp đi. Đạo Huyền chân nhân xua xua tay, chúng đệ tử đang đứng lần lượt hành lễ, rồi theo thứ tự lui ra. Trong đại điện chỉ còn 6 người bọn họ. Lúc ấy, người béo lùn nói: Trưởng môn sư huynh, bây giờ huynh dùng định thần châu tạm thời xoa dịu, nhưng sau khi chúng tỉnh lại, huynh sẽ xử trí như thế nào? Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn đạo nhân ngồi đầu hàng bên trái, hỏi: Thương Tùng sư đệ, ý đệ ra sao? Thương Tùng đạo nhân thân hình cao lớn, diện mạo trang nghiêm, là thủ tọa chi phái Long Thủ Phong của Thanh Vân Môn. Trong Thanh Vân Môn, ngoài chi phái chính của Đạo Huyền chân nhân ra,
thanh thế của Long Thủ Phong là lớn nhất. Thương Tùng bản tính nghiêm khắc, ngoài việc quản lý các đệ tử trong chi phái của mình ra, còn kiêm quản những việc xử phạt trong Thanh Vân Môn. Thanh Vân đệ tử bình thường đối với trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân cố nhiên là kính ngưỡng vô cùng, nhưng khiếp sợ nhất lại chính là vị Thương Tùng thủ tọa ít khi cười nói này. Bấy giờ, Thương Tùng đạo nhân cau đôi mày rậm, một lát sau mới đáp: "Câu chuyện rất nhiều nghi vấn, trong lúc vội vàng e là khó mà tra xét cho rành mạch được. Nhưng thôn dân Thảo Miếu xưa nay chất phác, chúng ta không thể bỏ mặc con côi của họ. Đệ thấy chúng ta nên thu nạp hai đứa nhỏ làm môn hạ." Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu nói: "Không sai, ta cũng có ý như vậy. Hai đứa trẻ này thân phận cô khổ, chúng ta phải chiếu cố một chút. Chỉ có điều ta đã rất nhiều năm không thu nạp đồ nhi, chẳng hay có sư đệ nào có thể nhận chúng không?" Lúc này, người béo lùn kia, tức thủ tọa chi phái Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn, Điền Bất Dịch nói: "Trưởng môn sư huynh, theo đệ thấy, tốt nhất là không nên để cả hai đứa nó quy vào một nơi. Bọn nó thân thế tương cận, nếu để ở với nhau, mỗi khi gặp nhau thì sẽ nhớ lại chuyện cũ, như vậy lệ khí bất tuyệt, e là sau này không hay." Đạo Huyền Chân Nhân nghĩ một lúc đáp: "Điền sư đệ nói rất có lý. Hai đứa nó tuổi còn nhỏ, gặp cơn đại biến này, chúng ta phải từ từ hóa giải oán hận trong tim của chúng. Vậy thì không nên để hai đứa ở cùng một nơi. Vậy ta cần có hai sư đệ thu nhận chúng." Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn khắp mọi người. Chỉ thấy thủ tọa của năm phái kia, mà trước nhất là Thương Tùng, ai nấy cùng lúc đổ dồn ánh mắt về Lâm Kinh Vũ, rồi xoáy đi xoáy lại ở đó, không chịu rời xa, mà chẳng có ai để ý đến Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh. Với đạo tu chân, tư chất cực kỳ quan trọng. Thế gian thường có cái gọi là thiên tài ngộ đạo, tức là cái thuyết vượt được tu hành trăm năm, mà người trong Thanh Vân Môn rất thấm nhuần điều này. Năm xưa, khi Thanh Vân Môn cùng Đồ Mạt Lộ chỉ nhờ vào Thanh Diệp Tổ Sư kinh tài tuyệt diễm, tuy tuổi còn trẻ nhưng thiên tư hơn người, tham phá cổ thư của tiên nhân, tu hành vượt xa tất cả thảy tiên nhân, mà khiến cho một Thanh Vân Môn hấp hối trở nên dồi dào sức sống, thịnh vượng vô song, rồi trở thành lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ ngày nay. Thêm nữa, danh sư cố nhiên nan cầu, nhưng đệ tử tư chất thượng thừa cũng nan đắc. Lâm Kinh Vũ thiên tư hơn người, căn cốt kỳ giai, thủ tọa của các chi phái Thanh Vân Môn vừa nhìn là đã có ý chọn nó ngay. Sau một hồi im lặng, Điền Bất Dịch hô lên rồi nói: "Ha ha, trưởng môn sư huynh, huynh biết Đại Trúc Phong của đệ từ xưa tới nay vốn neo người, thôi thì để đệ giải quyết giúp huynh chuyện này đi." Nói đoạn toan chỉ tay về Lâm Kinh Vũ, nhưng thủ tọa của Chiêu Dương Phong là Thương Chính Lương ngồi bên cạnh đã nhổm dậy trước, chắn ngang đường, nói với Đạo Huyền Chân Nhân: "Trưởng môn sư huynh, hôm nay đệ vừa nhìn thấy đứa bé này đã cảm thấy rất hợp với nó rồi, chắc là có mối túc duyên, chẳng bằng để nó đầu nhập môn hạ của đệ." Thanh Vân Môn lịch sử lâu đời, các chi phái ngoài mặt thì luôn giữ hòa khí, nhưng bên trong đều có những ngầm ý giao kình. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ tư chất hơn người, chưa chừng có thể là một Thanh Diệp Tổ Sư nữa, huống hồ thu nạp môn hạ ít nhất cũng là thêm được một đệ tử, không thể để cho chi phái khác nắm được cơ hội. Vì có uy vọng tu hành của Đạo Huyền Chân Nhân, vốn chẳng ai dám tranh. Đằng này Đạo Huyền tự nói là không thu nạp, chuyện tốt như vậy đời nào có thể bỏ qua. Lúc ấy Thương Chính Lương vừa nói dứt câu, liền có thủ tọa của Lạc Hà Phong là Thiên Vân Đạo Nhân ở bên cạnh nói: "Thương sư huynh, môn họa của huynh đã có đến 200 đệ tử, nếu ai ai cũng có túc duyên với huynh, e rằng túc duyên của huynh khó tránh khỏi là quá nhiều đấy." Thương Chính Lương đỏ lựng mặt toan nói: "Điền Bất Dịch đã tranh tiên, Thiên Vân sư huynh nói rất đúng á. Luận về số lượng đệ tử, các vị ít nhất cũng trên 100 người, Đại Trúc Phong của ta lại chỉ có 7 người, chẳng ra cái thể thống gì, chi bằng..." Lúc ấy Thương Tùng đạo nhân lập tức ngắt lời:
Điền sư đệ, hai đứa trẻ này thân thế đáng thương như vậy, cần mang lại cho chúng sự chăm lo, chứ không phải là chú ý đến việc số người của chúng ta nhiều hay ít. Nói đoạn, ông ta ngoảnh đầu sang Đạo Huyền chân nhân, vòng tay nói: Trưởng môn sư huynh, đứa trẻ này quả là một nhân tài, xin để đệ thu nạp nó làm môn hạ, đệ nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ, giúp nó thành tài, để an ủi những vong linh của thôn Thảo Miếu. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát. Bọn Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương trong lòng đều biết thế là thôi rồi. Quả nhiên một lát sau, Đạo Huyền chân nhân bảo: Thương Tùng sư đệ nói cũng có lý, vậy thì để nó đầu nhập môn hạ của đệ đi. Thương Tùng khẽ mỉm cười đáp: Đa tạ trưởng môn sư huynh. Mọi người ở đây đã cùng Thương Tùng là đồng môn từ rất lâu, biết Thương Tùng ngày thường rất ít nói ít cười, hôm nay mỉm cười như vậy tức là trong lòng vô cùng hoan hỉ, ai nấy đều không nén được nỗi ngấm ngầm tức tối. Chỉ có điều Đạo Huyền chân nhân đã nói ra mà Long Thủ Phong của Thương Tùng thực lực lại lớn, thành phải nuốt nỗi tức này xuống. Đạo Huyền ngưng một lát lại nói: Thế còn đứa kia? Thương Chính Lương ho một tiếng, nhắm mắt lại. Thiên Vân ngẩng nhìn lên đỉnh Trần Đại Điện, hình như đột nhiên phát hiện ra hoa văn trên ấy vô cùng đẹp đẽ. Còn Điền Bất Dịch thì khục khục cười khan, thình lình cơn buồn ngủ ập đến, bèn ngủ say sưa. Người ban nãy chưa kịp nói câu nào mà toàn bị kẻ khác cướp lời là Tăng Túc Thường. Người ban nãy luôn bị kẻ khác cướp lời chưa kịp nói câu nào là Tăng Thúc Thường, thủ tọa của chi phái Phong Hồi Phong, thì quay ra nhập định, tựa hồ từ đầu đến giờ không chú ý gì đến việc ở nơi đây vậy. Còn kẻ vừa giành được thắng lợi là Thương Tùng đạo nhân thì quét mắt khắp một lượt, nhưng sâu trong mắt lại có nét cười cợt. Đạo Huyền chân nhân thốt không tránh khỏi chút lúng túng, nhưng bằng vào thân phận trưởng môn của ông ta, tất nhiên không thể nói những lời lẽ nào chỉ vì đứa trẻ này tư chất quá kém mà các ngươi lại không nhận được. Chợt trong lòng sực nhớ ra điều gì, lập tức tìm ngay ra được một kẻ thế mạng. Điền Bất Dịch, khuôn mặt tươi cười của Đạo Huyền chân nhân bỗng đầy vẻ dịu dàng. Điền Bất Dịch giật thót mình, đang định cất lời, Đạo Huyền chân nhân đã tranh tiên. Chuyện của thôn Thảo Miếu vốn do hạ đệ là Tống đại nhân phát hiện ra trước, xem ra đứa bé này với đại trúc phong của đệ rất có duyên phận đấy. Hay là đệ thu nạp nó đi. Điền Bất Dịch luống cuống, Trương Tiểu Phàm tư chất tầm thường, nhìn một cái là nhận ra ngay, thu nạp làm môn hạ chỉ tổ nhọc xác. Lão tất nhiên chẳng vui vẻ gì, lão muốn phân biện, nhưng Đạo Huyền lại giành lấy cơ hội, không cho lão nói. Được rồi, chuyện này ấn định rõ ràng như vậy, các vị sư đệ cũng phải chú ý điều tra việc kia, hiểu chưa cả? Bọn Thương Tùng cùng đứng dậy đồng thanh đáp: Vâng. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, hò khẽ mấy tiếng, không nhìn đến thái độ của Điền Bất Dịch, bước mau vào hồ điện. Bóng ông ta khuất rồi, trên ngọc thanh điện liền vang đến tiếng cười lớn. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong là Tống đại nhân vẫn đợi nãy giờ ngoài cửa ngọc thanh điện, mãi mới thấy các vị sư trưởng bước ra, bèn tiến lên thì thấy sư phụ Điền Bất Dịch trong tay đang ôm Trương Tiểu Phàm, bất giác đơ người hỏi: Sư phụ thế nào rồi ạ? Điền Bất Dịch nhìn ra là y, bỗng đầm tức giận, cáu kỉnh quát: Thế nào là thế nào, có ngốc không chứ, còn không mau đón lấy. Tống đại nhân vội vàng đón lấy Trương Tiểu Phàm vẫn đang say ngủ. Điền Bất Dịch nộ khí bừng bừng, khóe mắt cứ chĩa vào bọn Thương Chính Lương, Thiên Vân, mấy người lúc nãy vừa đang bước ra vừa cười, lòng càng thêm giận dữ, bèn hét bảo Tống đại nhân: Mau đi đi, còn ngây ra đó làm gì. Dứt lời cũng không thèm để ý đến ai nữa, hữu thủ hư không vạch một đường, một làn xích quang lóe lên, rồi một thanh trường kiếm màu đỏ vút lên. Chưa nhìn rõ động tác của lão ra sao, đã thấy lao tới kiếm rồi phá không bay vọt đi. Tống đại nhân nhất thời không nắm được đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng mình vừa có thêm một sư đệ. Y nhìn Trương Tiểu Phàm nằm trong lòng, thốt lên: Tiểu sư đệ, ta còn chưa biết tên đệ là gì nữa. Trương Tiểu Phàm vốn vẫn ngủ say chưa tỉnh, hồn nhiên không biết rằng số mệnh của mình
đã vô tình quàng sang một khúc ngoặt lớn. Quý bạn và các vị vừa theo dõi hết chương thứ 5 và các bạn hãy nhớ ủng hộ Tiến bằng cách đó là subscribe kênh và ấn like clip nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương thứ 6. Chu Tiên, chương 6, bái sư. Người đọc, Bá Tiến. Trương Tiểu Phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đẫn đến nửa ngày trời. Nó từ từ ngồi dậy, việc đã qua như nước thủy triều, vụt lại ào ào vào trí nhớ, kinh hoàng như ác mộng. Đệ tỉnh lại rồi à? Vậy thì tốt. Từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người. Trương Tiểu Phàm ngước mắt nhìn, nhận ra Tống Đại Nhân, thân hình to cao, tướng mạo thô hào, hôm đó đã gặp trên Thông Thiên Phong. Với tâm trạng của nó hiện nay thì chẳng biết sao nữa, gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết. Tống đại ca, Trương Tiểu Phàm thốt lên. Tống Đại Nhân tuy là một đại hán, lúc này trong lòng cũng bất giác thương xót. Y đi đến trước giường, giơ tay xoa đầu Trương Tiểu Phàm dịu dàng nói: Tiểu sư đệ, đừng buồn quá, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc hỏi: Người một nhà là thế nào? Tống Đại Nhân mỉm cười đem chuyện Điền Bất Dịch thu nạp nó làm đồ đệ kể qua một lượt. Đương nhiên, mối tranh chấp nho nhỏ xảy ra giữa các vị trưởng bối trong Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ngày hôm đấy thì y không hề hay biết. Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang. Trong mắt một con nhà nông gia như nó, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên. Nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều nó chẳng mong phải trả một cái giá như thế này. Nó nghiến răng, rốt cục biết nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, bèn cất giọng gọi: Tống sư huynh. Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu: Tốt lắm sư đệ, lần này đệ ngủ đến một ngày một đêm rồi đấy, chắc là đói lắm đúng không? Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì. Nay nghe y nhắc đến nên bụng liền réo lên lục bục mấy tiếng liền. Tống Đại Nhân cười: Nào tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã? Tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bái kiến sư phụ sư nương, gặp qua các vị sư huynh. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tụt xuống giường. Bây giờ mới chú ý đến căn phòng của nó nằm có chút giống với căn phòng của đệ tử Thanh Vân trên Thông Thiên Phong, nhưng hình như rộng hơn một chút. Tống Đại Nhân vừa dắt nó đi ra ngoài vừa nói: Đại trúc phòng của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít, nếu tính thêm đệ vào tổng cộng không quá 10 người, vì thế phòng ốc đều rộng rãi. Y vừa nói vừa bước ra ngoài, cũng là một tiểu viện tương tự, lại thêm mấy bước nữa ra ngoài sân cũng là một hành lang lượn khúc, nhưng nhìn qua là nắm bắt được hết, chỉ có 10 phòng, kém xa quy mô trên Thông Thiên Phong. Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân đi xuống nhà bếp. Nghe y nói chi phái Đại Trúc Phong là do Trịnh Thông, tọa hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp Tổ Sư khai sáng, truyền tới Điền Bất Dịch ngày nay là 6 đời. Tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ tọa Điền Bất Dịch ra thì còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thê tử của Điền Bất Dịch. Họ chỉ sinh được một cô con gái là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm 2 tuổi. Vì vậy Trương Tiểu Phàm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ. Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì Tống Đại Nhân là đại sư huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư. Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ: Đại sư huynh, Đại Lễ sư huynh, Đại Trí sư huynh, Đại Tín sư huynh, Đại Thư sư huynh. Tống Đại Nhân cười: Là Đỗ Tất Thư sư huynh. Trương Tiểu Phàm ngây người rồi hiểu ra
bột hỏi: Sao vị Lục sư huynh này lại khác mọi người vậy? Tống đại nhân đáp: Vốn cũng kêu y là đại thư ấy, nhưng mà đệ thử gọi tên của hai tiếng đấy xem. Trương Tiểu Phàm lầm bồng: Đỗ đại thư, Đỗ đại thư, Đỗ đại thúc, rồi vỡ lẽ, bèn phá ra cười. Tống đại nhân cũng cười: Đệ thấy đấy, thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy, nhưng sư nương thì rất là bực, kêu tên mấy lần thì bảo Đỗ sư đệ chẳng tôn sư phụ, chẳng tôn sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay sửa trị một trận, dọa Đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến cho y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho. Sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên là Đỗ Tất Thư. Đệ đại đọc cái tên này xem thế nào. Trương Tiểu Phàm khẽ khẽ đọc: Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thu, rồi lại phá ra cười ngập cả bụng. Tống đại nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười, mong giảm bớt phần nào nỗi bi thống. Thấy Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng y cũng rất vui, bèn hân hoan bảo: Lục sư đệ trước khi nhập môn vốn có thói xấu là đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp được sư phụ độ hóa thượng sơn, tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người khác cá cược. Sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y. Trương Tiểu Phàm tính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn rồi thì nỗi bi thiết tha trong tim cũng giảm bớt đi. Lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lai cũng dần dần được xoa dịu. Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống đại nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm đến Thủ Tĩnh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tĩnh Đường. Nhà lát gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình thái cực rất lớn, trần thiết nói chung là khá giản dị. Trước sảnh bày hai cỗ trường kỷ, trên có hai người ngồi, một người là Điền Mất Dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang điềm đạm, khoảng hơn 30 tuổi, phong tư yểu điệu. Đứng cạnh bà ta là một đứa bé gái, mặt mày thanh tú, đôi con người long lanh, trông rất hoạt bát, đáng yêu. Năm năm đệ tử kia xếp thành hình chữ nhất, đứng ở một bên, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc béo, hoặc gầy. Lúc ấy, ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiểu Phàm. Tống đại nhân đi đến trước sảnh cung kính thưa: Sư phụ, sư nương, đệ tử đã đưa tiểu sư đệ đến. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, có vẻ sốt ruột. Nhưng thiếu phụ xinh đẹp Tô Như thì nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm nói: Đại nhân, y ngủ đã một ngày một đêm, e là đói lắm rồi, con hãy dắt y đi ăn gì đi. Tống đại nhân thưa: Hồi bẩm sư nương, con vừa mới đưa tiểu sư đệ lại nhà bếp để ăn rồi. Tô Như khẽ gật đầu, liếc nhìn Điền Bất Dịch, không nói nữa. Điền Bất Dịch lại lạnh lẽo hừ một tiếng bảo: Bắt đầu thôi. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe Tống đại nhân đứng sau khẽ nhắc: Tiểu sư đệ, mau quỳ xuống dập đầu bái sư đi. Trương Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống, dập đầu cộc 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 mười mấy cái liền, vừa mạnh vừa đau. Ha ha, đứa bé gái Điền Linh Nhi không nhịn được phá lên cười. Tô Như cũng mùm mỉm: Hảo hài tử, dập đầu 9 cái là được rồi. Trương Tiểu Phàm ô một tiếng rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên. Mọi người thấy trán của nó đỏ bừng một khoảng, không nhịn được đều bật cười. Trong mắt của Điền Bất Dịch thì ngập tràn sự chán nản, nghĩ đến việc sau này phải dạy dỗ một đứa ngốc như vậy, cái đầu đã to của lão dường như lại phình to thêm. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Điền Bất Dịch chẳng còn chút tinh thần nào, vẫy tay bảo: Đại nhân, trước tiên con hãy dìu dắt y. Những quy giới của bản môn, đạo pháp nhập môn đều để con truyền thụ. Tống đại nhân ứng tiếng: Vâng. Rồi sau chù chù lại nói: Có điều thưa sư phụ, tiểu đệ tuổi hãy còn nhỏ, những bài đệ tử nhập môn này. Điền Bất Dịch trợn tròn con mắt bảo: Cứ theo thế mà làm. Dứt lời liền đứng dậy, chẳng ngoái đầu lại, bước ra sau hậu trường. Chúng đệ tử cúi mình hô: Cung tiễn sư phụ. Điền Bất Dịch vừa đi khỏi, chẳng đợi ai mở miệng, đứa bé gái Điền Ninh Nhi đã xẹt đến trước mặt của Trương Tiểu Phàm, chằm chằm ngắm ngó nhìn kỹ càng. Trương Tiểu Phàm thấy khuôn mặt của cô bé đáng yêu như đóa phù dung lay động trước mắt. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp của một mỹ nhân. Khi nó còn ở thôn Thảo Miếu, chưa từng nhìn thấy một đứa con gái nào cùng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy, bất giác đỏ bừng mặt lên.
Điền Ninh Nhi như vừa phát hiện ra vật báu, chỉ vào Trương Tiểu Phàm cười lớn: "Sư huynh, các huynh nhìn này, nó vừa thấy muội là đỏ hết cả mặt." Trên sảnh bật vang lên tiếng cười. Trương Tiểu Phàm mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tôi như đi lại mồm mỉm mắng: "Linh Nhi, không được bắt nạt sư đệ." Điền Linh Nhi làm bộ mặt hề, rồi hoàn toàn chẳng chú ý gì đến lời của mẫu thân. Cô bé nhổ mình dậy, nói với Trương Tiểu Phàm: "Ê, mong gọi ta là sư tỷ đi." Trương Tiểu Phàm bỗng tức khí, nhưng trước mắt vụt thoáng qua cặp mắt sáng và hàm răng lóng lánh của Điền Linh Nhi, trong lòng chợt luống cuống một miệng: "Sư tỷ." Điền Linh Nhi xưa nay toàn xếp hàng chót ở Đại Trúc Phong, tự nhiên lại có thêm một sư đệ còn bé hơn cả mình nữa, trong lòng rất lấy làm hoan hỉ. Lúc ấy liền ra vẻ đạo mạo bảo: "Ngoan, tiểu sư đệ, sau này phải nghe lời sư tỷ nhé." Trương Tiểu Phàm lý nhí ứng tiếng: "Vâng." Tô Như kéo con gái bảo: "Không được làm ồn nữa." Lại nói với Tống đại nhân: "Đại nhân, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, bài vở có lẽ hơi vất vả, con hãy chăm sóc y một chút." Tống đại nhân cung kính thưa: "Vâng." Năm đệ tử kia đứng bên nhau cùng cười hí hí, ánh mắt liếc đi liếc lại, vẻ hí ha hí hừng. Đúng lúc ấy, Tô Như đột nhiên làm một động tác kỳ cục, tựa như là giãn gân cốt. Cái đầu quay tít một vòng, khác hẳn với khí chất đan trang từ nãy đến giờ của bà. Chỉ trong nháy mắt, tất thảy chúng đệ tử của Đại Trúc Phong, kể từ Tống đại nhân trở xuống, đang cười đùa, đều bỗng nín mặt, đều câm hầu tắc họng, trông y như là sắp sửa đương đầu với đại họa. Tôi như háng giọng nói: "Các con." "Sư nương." Có tiếng ai đó, thì ra là Tống đại nhân chán lấm tấm mồ hôi, vừa vội vàng kêu lên. Năm sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hét: "Đại sư huynh, huynh định làm gì?" Tống đại nhân vội vàng thưa: "Sư nương, tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, đệ tử phụ mệnh sư phụ truyền cho y môn y quy giới điều và nhập môn công hóa, cần thực hiện ngay." Tô Như trầm ngâm một lát, gật đầu bảo: "Nói cũng phải, con đi đi." "Cái gì?" Năm đệ tử còn lại đồng thanh la lên. Tống đại nhân cười khan hai tiếng, không nói một lời, tiến lên ôm lấy Trương Tiểu Phàm, rồi chẳng để ai cất tiếng hỏi han, lập tức quay ra ngoài đi mất, miệng nói: "Tiểu sư đệ, để sư huynh tìm một nơi yên vắng dạy đệ môn quy của bản môn." Điền Ninh Nhi cười cười chạy theo, kêu lớn vẻ thú vị. Chỉ nghe thấy sau lưng có người mắng vuốt: "Đại sư huynh, huynh thật vô sỉ, đồ hèn." Trương Tiểu Phàm nghe rót vào tai, ngờ vực không hiểu, nghĩ thầm: "Đại sư huynh dạy ta môn quy, sao lại có người mắng là đồ hèn vậy?" Nó nghĩ ngợi mãi, thốt nghe tiếng Tô Như hét lên đất ngoạn. Âm thanh chói lọi chọc vào tai như chém băng phạt tuyết. "Câm mồm!" Trên điện thớt bỗng lặng như tờ. Rồi tiếng Tô Như nói: "Các con mấy đứa học hành chẳng ra gì, vừa thấy ta muốn kiểm tra xem tu luyện ra sao thì sợ đến mức như thế này đấy hả? 5 năm nữa là đến thất mạch hội của Thanh Vân Môn rồi, một giáp mới có một lần. Lần trước các con đã làm ta và sư phụ tức gần chết, lần này nếu không nỗ lực, hai ta còn xấu hổ chết với đồng môn. Mau lên, 5 đứa cùng lên đây." Tống đại nhân đi một lúc một thanh, sải bước thật rộng, ra khỏi cửa điện bèn nhắm thẳng hậu sơn mà tiến. Trương Tiểu Phàm nằm vắt trên vai của y. Cây cối hai bên cứ vùn vụt trôi lại đằng sau, tốc độ cực nhanh. Điền Ninh Nhi phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã vung ra một dải lụa ngọc màu đỏ thắm, vẩy lên một cái màu hổ phách, hầu như trong suốt, tỏa dáng hồng, hiển nhiên là pháp bảo của tiên gia. Lúc ấy Điền Ninh Nhi bèn thong dong đứng lên trên dải lụa đỏ, tiện tay bắt quyết, dải lụa ngọc bèn đẩy cô bé bay lên không trung, sát lại sau lưng của Tống đại nhân. Trương Tiểu Phàm nào đã nhìn qua những sự thần kỳ lạ lùng như thế, kinh ngạc quá đỗi. Thấy Điền Ninh Nhi cứ cưỡi gió lướt tới, nhàn nhã vô cùng, trong mắt tức thời dấy lên niềm cảm phục vô bờ bến. Điền Ninh Nhi nhận ra vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm cực kỳ đắc ý, bay trên dải lụa đến cùng đi bên cạnh nó, miệng hỏi: "Thế nào, thấy ta lợi hại không?" Trương Tiểu Phàm gật đầu thật lực, đáp: "Có, sư tỷ lợi hại quá." Cưỡi một dải vải đỏ
mà cũng chạy nhanh như thế. Điền Ninh Nhi ngây người rồi hiểu ra được cái dây vải đỏ nó nhắc đến là cái gì. Cô bé phì một tiếng, không nhịn được phá lên cười, đồ ngốc nghếch. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu gì hết, chỉ nghe Tống Đại Nhân cười: "Tiểu sư đệ, nói năng linh tinh gì thế? Hổ phách chu lăng đó là pháp bảo thanh danh mà sư nương luyện được hồi còn trẻ, diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn, cũng là một tiên gia pháp bảo rất nổi tiếng trong Thanh Vân môn chúng ta, mà đệ lại bảo là cái dây gì, vải gì màu đỏ?" Nói đoạn rồi lại phá ra cười. Trương Tiểu Phàm đỏ bừng cả mặt, lén lén đưa mắt nhìn Điền Linh Nhi, thấy cô bé đang hi hí cười giễu, đôi má hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xinh. Chạy một hồi, ba người đã đến trước một trái đồi nhỏ đằng hậu sơn. Tống Đại Nhân dừng lại, đặt Trương Tiểu Phàm xuống. Điền Linh Nhi cũng tiếp đất, thu ấn quyết. Hổ phách chu lăng dường như có linh tính, tự động cuốn lại, vòng quanh không của cô bé, nòm như một dải đai lưng màu đỏ dễ thương vậy. Trái đồi này mọc đầy những cây trúc, có to, có nhỏ, có thưa có mau, rất là tùm. Nhưng nhìn kỹ, trúc nơi đây không giống với cả trúc bình thường, ở các ngấn đốt đều hiện lên sắc đen. Tống Đại Nhân chỉ một vạt rừng trúc, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ, quy củ của Đại Trúc Phong chúng ta là đệ tử vừa nhập môn, mỗi ngày đều phải đến đây chặt trúc. Đệ tuổi còn nhỏ, 3 tháng đầu mỗi ngày chặt một cây trúc thôi, cây to hay bé để đệ tự chọn cũng được." Trương Tiểu Phàm ban đầu nghe nói đến bài tập nhập môn, Tô Như còn bảo Tống Đại Nhân phải chăm sóc một chút, cứ tưởng là chuyện khó thế nào, ai ngờ là cái việc đốn chặt bình thường này. Nó sinh ra ở thôn Thảo Miếu, con nhà nông dân, cũng đã theo người lớn lên núi mấy lần, chặt củi mấy lần. Lúc này trong lòng rất thoải mái, hớn hở nói: "Đại sư huynh, đệ đã từng chặt rồi, xin đừng bận tâm." Tống Đại Nhân thấy dáng điệu của nó, toan nói, lại thôi chỉ cười bảo: "Vậy thì tốt, mình từ từ đi về, ta sẽ chỉ cho đệ xem đường đi lối lại thế nào. Sau này đệ tự mình đến, tiện thể cũng nói qua một chút về môn quy giới điều." Điền Ninh Nhi ở bên cạnh cười bảo: "Đại sư huynh, sao phải vội vàng chạy xa thế mà nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu, lại còn từ từ đi về nữa, hay là sợ mẹ muội đấy?" Tống Đại Nhân đỏ mặt phớt lờ cô bé, lại nói Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ, điều thứ nhất trong môn quy của bản môn là tôn sư Điền Bất Dịch, thủ tọa của Đại Trúc Phong, vốn có tính lười biếng, rất ưa chuyện." Điền Bất Dịch, thủ tọa của Đại Trúc Phong, vốn có tính lười biếng, rất ưa chuyện thể diện, nhưng xưa nay luôn ngại quản giáo các đệ tử, cứ truyền thụ đạo thuật pháp xong là không quan tâm gì nữa, mặc cho đệ tử tự tu hành tập luyện. Nhưng Tô Như, thê tử của lão, thì tính tình cứng rắn, hiếu võ, thời trẻ danh tiếng khá nổi, rất đỗi phong quang. Sau khi thành hôn với Điền Bất Dịch, tính tình đã điềm đạm nhiều. Nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy thiếu kiên nhẫn, hai là tọa hạ đệ tử không có chí phấn đấu. Thanh Vân môn theo lệ mỗi giáp tổ chức một lần đại thí thất mạch hội võ, mà mấy kỳ liên tiếp đệ tử của Đại Trúc Phong cứ tham chiến là thất bại. Ngoài đại sư huynh Tống Đại Nhân thì thi thoảng thắng được một trận, những người còn lại toàn bại cáo chung, lâu dần trở thành một đề tài đàm tiếu cho mọi người trong Thanh Vân môn. Tô Như cả đời hiếu cường, làm sao mà chịu được điều tiếng ấy, bèn thường xuyên ra tay thay phu quân Điền Bất Dịch giáo huấn đệ tử. Vẻ ngoài của bà tuy nhu mỹ nhưng tính tình thì rất nóng nảy, tu hành thì cực cao, hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy. Thương tích cũng cùng mình, đến nỗi mọi người sợ hãi vị sư nương diễm lệ tuyệt mỹ này còn hơn cả vị sư phụ béo lùn kia. Lúc ấy vẻ trời đã muộn, mặt trời đã ngả về tây, dáng tà sán lạn, bóng tịch dương dọi lên Đại Trúc Phong. Ba người, một cao lớn, hai bé nhỏ chậm rãi đi trên đường núi, mãi xa ở các dãy nhà, chẳng biết tự nơi đâu đưa lại một tràng tiếng chó sủa, lẫn với tiếng la đau đớn của người nào nghe rất đáng thương. Quý bạn và các vị đang được theo dõi phần thứ 6 của bộ truyện Chu Tiên, người đọc Bá Tiến.
Rất mong quý vị sẽ cùng subscribe kênh và chúng ta like clip này để ủng hộ Tiến có động lực đọc tiếp những phần tiếp theo. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thứ 7.